Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu cái tiết học ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta vào cái nội dung của bài mới thì cô kiểm tra một chút xíu về cái phần tự học của các em ở nhà đó. Cô có hai câu hỏi trên màn hình. Khi các em trả lời câu hỏi thì các em mở cam lên giùm cô nha. Câu thứ nhất, em hiểu thế nào là trung thực? Câu thứ hai, trường hợp nào mà không nói lên sự thật mà vẫn không bị coi là thiếu trung thực? Cô mời các em trả lời hai câu hỏi trên. Bạn nào biết thì mời các em giơ tay. Và khi các em trả lời thì mở mở cam lên giùm cô. Cô mời các em ạ. Được không sao em? Cô mời các bạn. Cam mình hư thì không sao cả. Đó là sự cố rồi, mình không phải là cái ý chủ quan của mình, cho nên các em cũng không cần phải ngại chỗ này. Cô mời bạn Nhất Trung thì em. Dạ thưa cô, theo em trung thực là tôn trọng sự thật, sống ngay thẳng, thật thà, không dối trá và dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Rồi, trả lời cô mời các bạn khác nhận xét giùm cô. Bạn trả lời như vậy đúng đủ chưa? Và bạn Nhất Trung chú ý phải trả lời đủ hai câu nha. Nhất Trung có bổ sung gì thêm không em? Dạ thưa cô, là em bổ sung thêm nữa là sống ngay thẳng. Rồi, cô cảm ơn. Cô mời bạn khác nhận xét giùm cô. Câu trả lời của bạn Nhất Trung như vậy thì đã đầy đủ chưa? Cô mời bạn Bảo Minh Lê ạ. Dạ thưa cô, là bạn Nhất Trung trả lời đúng và đủ ý. Rồi, cô cảm ơn các em. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái phần tự học ở nhà của các em đó là rất là tốt, đó là ổn. Cô thấy tiết nào mà cô kiểm tra lại cái phần kiến thức tự học là các em đều trả lời tốt được cái nội dung cô yêu cầu. Vậy thì chúng ta cố gắng phát huy cái thế mạnh của mình, cái phần tự học của mình ở nhà ha, để chúng ta hiểu bài, học bài, hiểu bài và vận dụng nó vào cuộc sống của chúng ta. Chị bạn trả lời tốt thì cô ghi nhận điểm tối đa cho bạn. Các em chú ý nha, nhớ điểm số của mình. Mặc dù cô cũng sẽ ghi lại nhưng cô sợ mình sai sót gì đó, cho nên các em phải ghi nhận điểm số của mình để chúng ta đối chiếu với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái nội dung tiếp theo. Thì chúng ta đã tìm hiểu hai cái chuẩn mực đạo đức ở cái lớp 7 rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái chuẩn mực đạo đức thứ ba nữa để giúp chúng ta dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn, đó chính là tự trọng. Vậy thì đối với cái bài số 3, bài tự trọng này, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nội dung nào? Thì có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, thế nào là tự trọng? Thứ hai là biểu hiện, và thứ ba là ý nghĩa. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 3 nội dung này, các em chú ý nha. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là tự trọng. Và để tìm hiểu cái nội dung này thì cô có một cái tình huống. Cô mời các em quan sát bên trên màn hình. Mời một bạn đọc tình huống giùm cô. Mời em ạ. Mời bạn Kiều Tiên Trương. Mời em. Tình huống trong giờ kiểm tra, bạn Vinh không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn Hà ngồi cùng bàn, dù bạn Hà đã làm xong đó. Câu hỏi: Hạnh có thể hiện Vinh là con người như thế nào và học được điều gì từ việc làm của bạn? Rồi, cô cảm ơn em nha. Rồi, bây giờ các em suy nghĩ và trả lời cho cô biết rồi. Bạn Vinh là con người như thế nào? Khi mà bạn không có nhìn bài của bạn ngồi cùng bàn trong cái giờ kiểm tra. Mời các em, mời bạn nào biết thì giơ tay. Rồi, cô mời các bạn ạ. Cô mời bạn Bảo Minh nha.
Dạ, thưa cô, là hành động của bạn Vinh là thể hiện cái tính tô cái lòng tôn trọng, cái lòng tự trọng của bạn. Bạn nhất quyết không xem bài của bạn Hà. Bạn thể hiện sự tự trọng đúng không? Rồi, cô cảm ơn em. Mời bạn khác. Mời bạn Minh Đăng à. Mời em. Dạ, em đồng ý kiến em đồng ý kiến bạn. Bổ sung gì thêm không em? Không. Rồi, cô cảm ơn. Như vậy thì chúng ta thấy hành động của bạn Vinh là thể hiện là một con người tự trọng, thể hiện là một con người trung thực nữa các em. Có nghĩa là bạn không biết thì bạn suy nghĩ và bạn tự làm, chứ bạn không có nhìn bài của bạn ngồi cùng bàn. Vậy thì chúng ta rút ra được điều gì từ cái việc làm của bạn Vinh? Chúng ta học được điều gì à? Mời các em. Cô mời các em giơ tay phát biểu à. Mình rút ra được bài học gì từ việc làm của bạn Vinh ạ? Chúng ta cần phải thể hiện cái sự gì trong cuộc sống chúng ta? Mời bạn Bảo Minh Lê. Mời em. Dạ cô, là chúng ta phải sống đúng ngay thật, không được Chúng ta phải sống sống ngay thẳng thật thà đúng không? dạ, Rồi, và không biết được giữ gian lời lận, hứa đối với biết giữ người lời khác. hứa. Rồi, cảm ơn. Mời bạn Duy Ngô, em có bổ sung gì thêm không? Dạ thưa cô, theo em là mình nên là sống tự trọng đó cô, chứ không có Mình gì nên sống tự khác. trọng, không dựa vào người khác. Cô cảm ơn. Như vậy thì tổng hợp những ý kiến của hai bạn á, những ý kiến này thì chúng ta thấy tổng hợp là một điều, đó chính là chúng ta học được bạn Vinh ở một điều, đó chính là sự trung thực, sự tự trọng trong cuộc sống, trong cái học tập của mình. Chúng ta nên tự lực bản thân mình, nên không nên dựa dẫm lệ thuộc vào người khác. Rồi, như vậy thì qua cái tình huống này chúng ta rút ra được như thế nào là tự trọng? Qua nhân vật Minh này thì chúng ta rút ra được như thế nào là tự trọng ạ? Cô mời bạn Phụng. Nè. Dạ thưa cô, là em rút ra được là tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm chất, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi bây giờ các Tốt chị các bạn. dùng cô nha. Cái nội dung thứ nhất, thế nào là tự trọng? Từ tự trọng là coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Các em chú ý cái bài cô giải thích chỗ này để giúp chúng ta hiểu rõ hơn như thế nào là tự trọng. Thì mình giữ gìn phẩm cách ở đây là cái nhân cách phẩm giá của mình đó. Rồi mình điều chỉnh hành vi, cái việc làm của mình sao cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Bạn bạn Khánh An ơi, làm phiền tắt mic giùm nha, để cô có thể giải thích cho các bạn nghe rõ hơn nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, các em ghi bài và các em suy nghĩ và trả lời cho cô một câu hỏi thôi nè. Ở đây nói rằng phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực xã hội có nghĩa là các chuẩn mực đạo đức đó các em. Vậy thì cho cô biết coi chúng ta đang thực hiện theo những chuẩn mực đạo đức nào. Ví dụ như cái dịch bệnh COVID-19 này đang diễn ra, có rất là nhiều nhà hảo tâm, của ít lòng nhiều, người ta hỗ trợ rất là nhiều. Vậy thì mình đang thực hiện theo chuẩn mực nào? Và mình là người con trong gia đình, mình thực hiện theo chuẩn mực đạo đức nào? Mời các em biết, các em giơ tay. Mời các em à. Thực hiện theo những chuẩn mực nào nè? Ví dụ mình làm con cháu thì mình thực hiện cái chuẩn mực là cần phải thực hiện chuẩn mực là hiếu thảo. Rồi còn chuẩn mực nào nữa để giúp chúng ta dần dần trở thành một con người có ích, một con người có đạo đức hơn? Thực hiện theo những chuẩn mực đạo đức nào các em? Dịch bệnh này người ta hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều, người ta tặng nhu yếu phẩm cho những cái nơi gặp khó khăn, như vậy là đang thực hiện cái chuẩn mực đạo đức gì? Yêu thương gì các em? Thực hiện cái chuẩn mực đạo đức yêu thương con người. Rồi trong lớp mình nè, trong lớp mình những bạn nào mà
gặp khó khăn, không có đủ điều kiện để đến trường thì nhà trường hoặc là bạn bè trong lớp hỗ trợ. Vậy thể hiện cái tinh thần gì vậy các em? Các bạn phải thể hiện sự gì? Đó là chuẩn mực tiếp theo. Mời bạn Minh Đức, Nguyễn. Dạ thưa cô, là đoàn kết. Đúng rồi, thể hiện sự đoàn kết. Rất nhiều chuẩn mực đạo đức mà chúng ta cần phải thực hiện để chúng ta dần dần trở thành một người hoàn thiện hơn, như là yêu thương con người, đoàn kết, tự trọng, trung thực, sống giản dị, rất giúp rất nhiều những cái chuẩn mực khác nữa. Các em ghi xong chưa ạ? Dạ rồi. Dạ rồi, cô chuyển nội dung nha. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến cái nội dung thứ hai, phần biểu hiện. Và để tìm hiểu nội dung này thì cô có hai cái câu hỏi. Các em chú ý nhìn lên trên màn hình. Hãy tìm những cái hành vi thể hiện cái sự tự trọng và những cái hành vi chưa thể hiện sự tự trọng. Và ở đây cô nói hai câu hỏi này, cô sẽ lấy điểm thường xuyên mỗi cái câu như vậy nè. Những cái việc, những cái hành vi biểu hiện của tự trọng, các em tìm cho cô 5 câu và 5 câu này tương ứng với 10 điểm. Những cái hành vi biểu hiện không có lòng tự trọng, các em cũng tìm cho cô 5 cái hành vi và tương ứng với 10 điểm. Các bạn nên cố gắng nha, chúng ta tập trung, chúng ta suy nghĩ và chúng ta giơ tay để chúng ta có được điểm số thường xuyên. Chỉ cần các em chỉ cần làm một trong hai câu này là được. Ai làm hết rất là tuyệt vời. Rồi cô mời các em nha. Cô mời bạn Kha Phong. Mời em. Hành vi của sự chuẩn mực là không làm bài nhưng kiên quyết không quay cốp và không nhìn bài bạn. Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình. Khi có khuyết điểm phải sửa sai của mình không được. Khi có khuyết điểm phải sửa sai của mình. Các em có 5 việc làm mới đủ lần nha, sao không? Mỗi việc làm là 2 điểm, 5 việc làm là 10 điểm. Em chỉ nói được 3 việc làm thôi, cho nên mình cố gắng nè. Dạ. Được, bổ sung được không em? Dạ không. Rồi, cô cảm ơn em. Cô mời bạn khác bổ sung tiếp bạn 2 việc làm coi nè. Cô mời bạn Phụng Khoa, mời em. Dạ thưa cô, là người ta là cho mình người ta là cho mình mượn một khoản tiền, là mình hứa đúng hạn là mình trả tiền cho người khác. Yeah. Rồi sau đó thì rồi ba mẹ mình làm những công việc khó khăn, nhưng mà khi mà mình đi chung với bạn bè, mình nhìn thấy ba mẹ mình làm những việc khó khăn đó, mình không có ngại mà nói với bạn mình là đó là ba mẹ của mình. Cô cảm ơn, đúng rồi. Trong hai cái ý bổ sung của bạn Phụng đó, thì cô rất là thích cái ý cuối cùng. Tất cả năm cái ý của hai bạn đều đúng cả, nhưng cô muốn nhấn mạnh ở chỗ cái ý bạn Phụng Phan đó, là có rất là nhiều bạn rất là ngại khi mà ba mẹ mình làm những cái nghề nghiệp mà các bạn tự cho cái nghề nghiệp đó là thấp kém trong xã hội, cho nên bạn rất là ngại để cho người khác biết ba mẹ mình làm cái nghề nghiệp đó. Nhưng mà thật ra trong xã hội chúng ta chẳng có nghề nào gọi là thấp kém cả, các em nghề nào cũng là cao quý, nghề nào cũng có nghề là nghề cao quý cả, cho nên cha mẹ, trừ những cái người mà đi ăn trộm ăn cướp thôi, cho nên cha mẹ chúng ta làm nghề nghiệp, cô lấy ví dụ như là vệ sinh đường phố đi nghe, không có những cái người công nhân làm vệ sinh đường phố thì đường phố của chúng ta nó có được sạch sẽ đâu, cho nên chúng ta hãy tự hào vì nghề nghiệp của cha mẹ chúng ta, dù là công nhân, nông dân hay là những người làm việc trí thức, chúng ta hãy tự hào về điều đó. Cảm ơn các bạn đã nhận đúng cái lòng tự trọng của bản thân mình. Mời một bạn tiếp theo tìm những cái việc làm biểu hiện không có tự trọng. Cô mời các em, mời bạn
bẩn. Mẹ. Cô mời bạn khác nha. Cô mời bạn Như Ngọc Lê. Dạ thưa cô, theo em là những hành vi biểu hiện không có lòng tự trọng là khi mà mình làm sai mà mình không nhận ra lỗi, rồi Rồi. khi mà mình làm bài thi mình luôn luôn nhìn bài của người khác, Rồi, thứ ba. rồi nhặt được của rơi mà mình không trả lại cho người mất. Thứ tư. Dạ thưa cô, là không tuân thủ theo pháp luật và quy định. Quy định của trường học nơi mình học đúng không? Rồi, Dạ, thứ năm. và nói chuyện riêng trong giờ học. Rồi, cô cảm ơn, rất tốt. Bạn đã nhìn ra và tìm ra được 5 cái hành vi biểu hiện là không có lòng tự trọng. Thì như chúng ta thấy đó, tất cả những cái việc làm mà thể hiện sự tự trọng và những việc làm mà chưa tự trọng đó, thì cái nào tốt chúng ta phải học, cái nào chưa tốt chúng ta phải khắc phục. Và cô mời các em quan sát lên trên màn hình, đây là những cái biểu hiện, trong số những cái biểu hiện mà các em nói, cô hệ thống lại. Bạn trả lời rất là tốt, cô ghi nhận điểm số 10 cho bạn. Bạn đúng hết cả 5 ý, rất là tuyệt vời, chúc mừng bạn nha. Bây giờ các em quan sát trên màn hình, chúng ta thấy biểu hiện của tự trọng đó là nói năng mình lịch sự. Mình nói chuyện với bạn, mình nhã nhặn lịch sự, không quát tháo bạn. Không tỏ vẻ mình là học tốt hơn bạn, rồi bắt đầu mình quát nạt bạn. Rồi mình giữ chữ tín, không quy kết khi làm bài, giữ đúng lời mình hứa. Dũng cảm nhận lỗi khi mà mình có lỗi. Bên cạnh đó, đối với những cái mặt trái của tự trọng thì chúng ta phải biết khắc phục nó, như là không biết xấu hổ, không biết hối hận khi làm điều sai, nịnh bợ cấp trên, quát nạt cấp dưới, không trung thực dối trá. Cô lấy ví dụ như chỗ mà không biết hối hận, các em có những người mà làm điều sai trái rồi, đã biết, đôi khi là biết rằng là mình đã làm sai đấy, nhưng mà không có thừa nhận cái sai của mình mà cứ cho mình là đúng cả. Mình biết rằng là việc làm nó sai mà mình cố chấp, vẫn cố chấp và nói rằng mình làm đúng. Vậy thì đối với những cái biểu hiện của không tự trọng thì chúng ta phải phê phán, phải loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Và từ những cái việc làm, những cái biểu hiện này, chúng ta rút ra được một số cái biểu hiện sau. Thứ nhất, cư xử đàng hoàng đúng mực, các em chú ý ghi bài giùm cô nha. Thứ hai, tôn trọng mọi người, biết giữ lời hứa. Thứ ba là luôn làm tròn nhiệm vụ, không để người khác nhắc nhở, chê trách. Rồi các em chú ý ghi những cái nội dung này. Đây là những biểu hiện cơ bản nhất trong số những biểu hiện thôi, còn rất nhiều ha. Khi các em ghi bài, cô giải thích một ý, một biểu hiện trong số những biểu hiện này cho các em hiểu rõ hơn, là luôn làm tròn cái nhiệm vụ, không để nhắc nhở, chê trách. Cô lấy ví dụ như thầy cô giao bài tập về nhà cho mình nè, thì mình phải tự giác làm và mình phải làm cho nó tốt, chứ không phải nói là mình ghi dài cái ý trong cái bài tập đó xong rồi mình cho rằng đó là xong, hoặc là mình thôi mình đừng làm, mình đợi tới tiết rồi cái mình mượn của bạn á, mình chép vô là xong. Không, chúng ta hãy tôn trọng bản thân chúng ta bằng cách chúng ta làm tròn cái nhiệm vụ mà thầy cô giao. Đó cũng là cách chúng ta tôn trọng thầy cô. Mình không để thầy cô phải buồn lòng về mình không để thầy cô nhắc nhở về mình, hoặc mình không để lớp bị chê trách vì nguyên nhân là do mình, thì chứng tỏ rằng chúng ta là một con người tự trọng. Đơn giản vậy thôi. Các bạn ghi xong chưa ạ? Dạ rồi. Bây giờ cô chuyển sang cái nội dung tiếp theo nha. Chúng ta vừa tìm hiểu 2 phần của cái bài học này. Bây giờ cô mời các em quan sát màn hình có một số cái hình ảnh để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tự trọng và không tự trọng. Đây, bức ảnh thứ nhất là biết giữ lời hứa, một người đem tiền đến đút lót cho một người khác, nhưng mà người này từ chối, là thể hiện sự giữ lời hứa. Còn bức ảnh thứ hai là hình ảnh những cái học sinh á, chào thầy cô, là thể hiện sự tôn trọng thầy cô, cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Đó là những cái việc làm thể hiện sự tự trọng. Và cô tiếp tục mời các em xem mặt trái của nó. Đây, trách nhiệm, cả hai đều chối bỏ trách nhiệm.
Và đây hình ảnh một bạn học sinh đang sử dụng tài liệu. Và đây là những cái hình ảnh nói lên là không tự trọng, thiếu tự trọng trong cuộc sống mà chúng ta cần phải loại bỏ nó. Khi chúng ta làm sai thì chúng ta phải gánh cái sai của mình, đó chính là một chịu trách nhiệm đấy các em ạ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến cái giá trị của tự trọng. Và để tìm hiểu nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lên trên màn hình và cho cô biết lòng tự trọng nó có tác dụng như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đây là một câu hỏi nếu như các em trả lời tốt, cô sẽ ghi nhận điểm số thường xuyên cho các em. Mời các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi tự trọng nó có tác dụng như thế nào đối với cá nhân, có nghĩa là bản thân mình đó, và đối với gia đình và đối với xã hội. Các em biết, mời các em bấm giơ tay. Những bạn nào mà biết đó các em phải cố gắng nhanh tay để mình bấm giơ tay nha, để mình trả lời để có được những điểm số thường xuyên. Cô mời bạn Minh Hơn Quỳnh, mời em. Dạ cô, lòng tự trọng là một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Đó là đức tính luôn luôn chú ý giữ gìn phẩm giá nhân cách của mình dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Và như vậy, người có lòng tự trọng phải biết xấu hổ khi lỡ xảy ra điều gì sai trái và có ý thức sửa chữa đến cùng. Lòng tự trọng khác với tính tự ái. Tâm gia. Dạ rồi. Cô cảm ơn bạn Minh Hân đã trả lời cái lợi ích, cái tác dụng của tự trọng, nhưng nó chưa rõ, các em nó chưa thể hiện rõ là nó đem lại lợi ích gì cho cá nhân của mình nè, cho gia đình của mình nè, cho xã hội nè. Bây giờ cô mời bạn, một bạn trình bày dùm cô. Cô mời bạn Minh Hiển ạ. Em. Dạ thưa cô, là đối với bản thân thì lòng tự trọng là một trong những phẩm chất cao quý của con người. Lòng tự trọng giúp con người có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao phẩm giá. Còn đối với gia đình và xã hội thì giúp cho uy tín cá nhân của mỗi người và nhận được sự quý trọng của mọi người xung quanh. Rồi, tôi cảm ơn các bạn. Để giúp các em hiểu rõ hơn về tác dụng của lòng tự trọng, cô sẽ giải thích từ từ nha, cho các em rõ nha. Qua cái hai câu trả lời thì cô thấy các em cũng hiểu được vấn đề nhưng chưa nói rõ ý lắm. Bây giờ cô sẽ giúp các em bổ sung để hoàn thiện hơn kiến thức. Nó có tác dụng đối với cá nhân là nó sẽ giúp cho con người chúng ta sẽ nghiêm khắc với bản thân chúng ta hơn, có nghĩa rằng là chúng ta phải cố gắng điều tiết, điều chế cảm xúc của mình để hoàn thiện mình hơn, vươn lên cái cuộc sống tốt hơn. Cái thứ hai đó chính là không làm điều gì xấu để ảnh hưởng đến cái danh dự của gia đình chúng ta, để gia đình chúng ta có cái cuộc sống bình yên. Cái lợi ích thứ ba là tự trọng nó mang lại cho chúng ta, nó sẽ làm cho con người với nhau á, cư xử với nhau tốt hơn. Có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có lòng tự trọng, đều biết điều tiết cảm xúc, điều tiết cái hành vi của mình cho nó tốt, thì người với người đối xử với nhau nó sẽ văn minh, tiến bộ hơn. Thì đây chính là cái lợi ích mà lòng tự trọng nó mang lại cho chúng ta. Và từ những cái lợi ích này chúng ta sẽ nêu được, cô sẽ tóm gọn lại để giúp các em thắt sâu kiến thức hơn ở cái phần lợi ích của tự trọng ở một số cái nội dung sau. Thứ nhất là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi người. Thứ hai là giúp chúng ta vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba là giúp nâng cao phẩm giá và uy tín cá nhân. Và thứ tư là được mọi người quý trọng. Các em chú ý với bài dùm cô nha. Chúng ta đã học 3 bài đầu tiên, bài tóm giản dị, bài trung thực, bài số 3, bài tự trọng. Cả 3 bài đều là 3 phẩm chất đạo đức
vô cùng cần thiết và cao quý đối với mỗi người chúng ta. Các em nên biết một điều nha, tất cả những chuẩn mực đạo đức xã hội mà chúng ta học nó đều rất rất cần thiết đối với chúng ta, cho nên chúng ta mới học nó đó nha, để giúp chúng ta dần dần hoàn thiện bản thân mình hơn. Xong chưa các bạn? Chưa con. À, bạn Bảo Minh xong rồi. Buồn ngủ lắm hả Gia Bằng, ngồi gáp kìa. À, bạn Tú Uyên cũng xong rồi. À, rất là nhiều bạn xong rồi, cho nên cô chuyển sang cái nội dung tiếp theo được chưa? Chuyển sang nội dung tiếp theo nha. À, như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu cái lợi ích mà tự trọng nó mang lại cho chúng ta. Thì các em biết đó, nói về cái phẩm chất đạo đức, nói về cái lợi ích của tự trọng, thì chúng ta thấy đây là một cái phẩm chất đạo đức của một tấm gương vô cùng tiêu biểu điển hình mà chúng ta lúc nào cũng học và làm theo, đó chính là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Và chúng ta sẽ cô sẽ làm ghép cái phần sách Bác Hồ và những bài học dành cho học sinh đó, ở bài số 6, bài ít địch nhiều yếu đánh mạnh. Thì do là chúng ta học trực tuyến cho nên là không có nhiều thời gian để khai thác sâu vào cái quyển sách này, cho nên cô chỉ điểm qua sơ về cái nội dung này thôi. Khi vào học trực tiếp thì cô và các em sẽ cùng nhau khai thác sâu hơn. Thì đối với cái bài này thì chúng ta thấy chúng ta cần phải phát huy cái điểm mạnh và khắc phục cái điểm yếu của mình. Khi chúng ta phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để hoàn thiện bản thân mình, thì đó là cách chúng ta rèn luyện cái sự tự trọng đấy các em. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái rèn luyện bằng cách phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu như thế nào. Cô mời các em quan sát lên trên màn hình và trả lời cho cô câu hỏi: chúng ta cần làm gì để trở thành người tự trọng? Cô mời các em ạ. Các em nói rằng tự trọng là một phẩm chất cần thiết và quý báu, vậy mình làm gì đây? Cô mời bạn Phụng Phan thôi em. Dạ thưa cô, là theo em là chúng ta cần làm những thứ là để trở thành một người tự trọng, là chúng ta cần biết những lỗi sai của mình để chúng ta cần biết sửa sai của mình, và chúng ta cần phải giữ lời hứa của mình với người khác. Rồi. Cảm ơn em. Mời bạn Minh Đức. Dạ thưa cô, để trở thành người tự trọng, ta phải cần cư xử đàng hoàng đúng mực, tôn trọng mọi người, biết giữ lời hứa, luôn luôn làm tròn nhiệm vụ, không để nhắc nhở chơi chắc. À, cô cảm ơn hai bạn đã có những cái cách để giúp bản thân mình rèn luyện được để trở thành người tự trọng rất là tốt. Và cô mời các em quan sát trên màn hình, đây là những cái cách để chúng ta có thể rèn luyện cái sự tự trọng. Cái thứ nhất đó là chúng ta hứa thì phải làm, phải giữ lời hứa. Cái thứ hai là mình tôn trọng mình và tôn trọng người khác nha. Cái thứ ba là làm đúng, cô xin lỗi, làm sai thì mình phải xin lỗi, còn người khác giúp mình thì mình phải cảm ơn. Đây là cách để chúng ta rèn luyện để trở thành một con người có cái lòng tự trọng. À, chúng ta cần phải làm những cái việc này để giúp chúng ta hoàn thiện hơn cái phẩm chất tự trọng này. Rồi các em quan sát lên trên màn hình cái tình huống này, cô mời các em chụp hình lại để tiếp sau cô sẽ lấy điểm thường xuyên ở cái tình huống này. Các em chụp hình lại gửi vô nhóm lớp của mình để các bạn làm, tuần sau các bạn trả lời trong tiết học của cô á, để giúp các bạn có điểm thường xuyên. Các bạn theo kịp không ạ? Một bạn nào đó sẽ đại diện chụp hình lại rồi gửi vô nhóm lớp cho các bạn làm, được chưa ạ? Bạn nào đại diện chụp hình A7, A8, một lớp một bạn đại diện đi rồi thảy vô nhóm lớp. Em chụp rồi cô ơi, em gửi luôn rồi. Gửi rồi cô ơi. Rất là tốt, cảm ơn các em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
tìm hiểu một số cái nội dung về nhà mà ở nhà mà các em cần phải làm nè để tiết sau chúng ta học cho nó có hiệu quả hơn. Thứ nhất là mình học những cái nội dung mà mình học trong cái tiết này phải thuộc nó. Thứ hai là làm những cái bài tập còn lại trong sách giáo khoa, những bài nào làm rồi thì không làm lại nữa. Cái thứ ba là đối với bài số 4, bài đạo đức và kỷ luật, thì các em chỉ cần tìm hiểu cho cô những cái mẩu chuyện nói về tôn trọng đạo đức, kỷ luật và ngược lại. Có nghĩa là trong cuộc sống mình đó, có những cái mẩu chuyện nào thì mình liệt kê ra. Và các em lưu ý giùm cô là cái phần mà những cái phần đặt vấn đề đó và các câu hỏi, phần gợi ý thì mình tự học ở nhà nha. Rồi có gì không rõ, không hiểu thì vào cái tiết học hỏi cô để cô và các em cùng nhau chia sẻ và giải quyết. Cái tiết Cho em xin số điện thoại để em mời cô vô nhóm Zalo cô ạ. Chút xíu cô sẽ cho nha. Rồi Dạ. qua cái tiết học này các bạn có vấn đề gì chưa rõ các bạn có thể hỏi lại à. Có bạn nào không rõ gì không, các em cần phải hỏi lại cô thì các em cứ việc trao đổi. Có bạn nào không à? Vậy là chúng ta hiểu bài hết đúng không? Có hiểu bài không, trả lời cô. Dạ hiểu. Dạ hiểu. Dạ hiểu. Hiểu. Rồi. Rồi bây giờ các em